các bạn. Như vậy ở tiết 1 của bài chính chúng ta đã nghiên cứu được 4 nội dung, đó là khái niệm sở hữu, quan hệ sở hữu, quyền sở hữu, các nguyên tắc để xác lập thực hiện quyền sở hữu, nghiên cứu về cái nội dung của quyền sở hữu và vấn đề giới hạn quyền sở hữu. Thì trong cái tiết 2 của bài chính này chúng ta nghiên cứu hai nội dung sau đây. Thứ nhất là nội dung thứ 5, căn cứ xác lập chấm dứt quyền sở hữu, và nội dung thứ 6 là thời điểm xác lập quyền sở hữu và vấn đề chịu rủi ro đối với tài sản. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất về căn cứ xác lập chấm dứt quyền sở hữu. Thì nói đến căn cứ xác lập chấm dứt quyền sở hữu là chúng ta đang nói đến những cái sự kiện xảy ra trong thực tế được pháp luật thừa nhận là có giá trị, làm cho quyền sở hữu được xác lập hoặc chấm dứt. Thì theo Bộ Luật Dân sự năm 2015 về các căn cứ xác lập quyền sở hữu được quy định trong Điều 221 và bao gồm 8 trường hợp, và các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu được quy định ở Điều 237 cũng bao gồm 8 trường hợp. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất là căn cứ xác lập quyền sở hữu. Căn cứ đầu tiên để xác lập quyền sở hữu đó là xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Thì như các bạn cũng biết rằng là lao động là cơ sở để tạo ra của cải vật chất. Và khi con người lao động để tạo ra các của cải vật chất thì con người có quyền hưởng những sản phẩm do mình tạo ra, đúng không ạ? Như vậy thì người lao động họ sẽ được xác lập cái quyền sở hữu đối với sản phẩm do mình làm ra. Thì trong trường hợp này đó là cái căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Thứ hai là từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp thì các chủ thể sẽ có thể tạo ra cái lợi nhuận, đúng không ạ? Thì khi đó các chủ thể sẽ được xác lập cái quyền sở hữu đối với tài sản do mình tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp này. Như vậy thì bên cạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp để tạo ra cái tài sản và các chủ thể được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó, thì cái hoạt động sáng tạo ra các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ cũng là một cái căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Ở đây là quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ. Như các bạn cũng biết rằng tài sản trí tuệ là loại tài sản mang tính chất vô hình, đúng không ạ? Do các chủ thể sáng tạo ra. Và quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền bao gồm quyền tác giả, quyền sở công nghiệp, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng. Tôi ví dụ như đối với trường hợp quyền tác giả. Nếu như một tác giả người ta sáng tạo ra một tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật, thì chỉ cần tác phẩm đó được sáng tạo và thể hiện dưới một cái hình thức vật chất nhất định thì người sáng tạo đó sẽ được xác lập cái quyền sở hữu đối với tác phẩm đó mà không cần phải được đi đăng ký bảo hộ. Dù rằng pháp luật khuyến khích đăng ký nhưng nó được bảo hộ theo cơ chế tự động, không cần phải đăng ký. Nhưng khác với quyền tác giả, quyền sở công nghiệp thì phần lớn các đối tượng phải được phát sinh trên cơ sở là đăng ký bảo hộ. Ví dụ như đối với một sáng chế, đối với một cái kiểu dáng công nghiệp hoặc đối với nhãn hiệu thì phải được đăng ký mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ và xác lập quyền cho các chủ thể theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đúng không ạ? Như vậy đó là căn cứ đầu tiên để xác lập quyền sở hữu. Căn cứ thứ hai là xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng. Người được giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay và hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật thì có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Như vậy không phải loại hợp đồng nào cũng xác lập quyền sở hữu cho các chủ thể. Ví dụ như hợp đồng cho thuê hay hợp đồng cho mượn thì không xác lập quyền sở hữu mà nó chỉ chuyển cái quyền sử dụng cho các chủ thể thôi. Nhưng mà đối với hợp đồng mua bán hay tặng cho hay trao đổi cho vay thì lại xác lập quyền sở hữu cho các chủ thể. Ví dụ như A bán cho B một cái tivi, thì khi mà người được giao tài sản là B, là bên mua đó, được bên A giao tài sản thì B sẽ có quyền sở hữu đối với tài sản đó, đúng không ạ? Và nói chung là đồng thời thì quyền sở hữu của A nó cũng sẽ chấm dứt luôn, đúng không ạ? Ví dụ như M cho N vay số tiền là 100 triệu đồng, thì từ thời điểm mà M chuyển giao số tiền 100 triệu đồng đó sang cho N thì N được coi là chủ sở hữu của tài sản đó, đúng không ạ? Và khi nào hết thời hạn vay thì N phải trả lại cái số tiền đó cho M, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý. Như vậy đó là trường hợp xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng, và đây là một cái trường hợp
rất là phổ biến trên thực tế. Vì chúng ta thấy rằng như các hợp đồng mua bán tặng cho, trao đổi cho vay này trong thực tế đời sống diễn ra rất là nhiều, đúng không ạ? Cái căn cứ thứ ba để xác lập quyền sở hữu đó là xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi lợi tức theo điều 224 Bộ luật Dân sự. Thì hoa lợi là gì? Tôi xin nhắc lại là trong phần trước chúng ta đã nghiên cứu, hoa lợi chính là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Ví dụ như gà đẻ ra trứng thì trứng gà đó chính là hoa lợi. Cây cho trái thì trái là hoa lợi. Còn lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Ví dụ như A có một căn nhà và A cho thuê căn nhà đó để thu lại số tiền thuê, thì số tiền thuê nhà đó chính là lợi tức. Và Bộ luật Dân sự quy định rằng chủ sở hữu, người sử dụng tài sản sẽ có quyền sở hữu đối với hoa lợi lợi tức là theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm thu được hoa lợi lợi tức đó. Như vậy, về nguyên tắc, chủ sở hữu thì có quyền sở hữu đối với tài sản và cả hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản đó. Nhưng mà cái người sử dụng tài sản thì có quyền sở hữu đối với hoa lợi lợi tức hay không là phụ thuộc vào sự thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Một trường hợp tiếp theo để xác lập quyền sở hữu đó là xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập, trộn lẫn, chế biến. Đây là ba trường hợp khác nhau được nêu ở ba quy định tại điều 225, 226 và 227 Bộ luật Dân sự. Chúng ta đi vào cái trường hợp thứ nhất là sáp nhập. Sáp nhập là như thế nào? Đây là trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành một vật không chia được và cũng không thể xác định được tài sản đem sáp nhập là vật chính hay vật phụ. Thì cái vật mới được tạo thành sẽ thuộc tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó luôn, đúng không ạ? Còn nếu tài sản đem sáp nhập mà mình xác định được đó là vật chính hay vật phụ thì vật mới được tạo thành nó sẽ thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu vật chính kể từ thời điểm vật mới được tạo thành. Chủ sở hữu tài sản mới thì phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Để rõ quy định này, tôi xin đưa ra cái ví dụ như sau. Thứ nhất, ví dụ như chúng ta sáp nhập các linh kiện xe máy của ba chủ sở hữu là A, B, C để tạo thành một chiếc xe máy hoàn chỉnh. Thì khi đó, chiếc xe máy này là vật không chia được, đúng không ạ? Và cũng không xác định được số linh kiện đó là cái nào chính, cái nào phụ cả. Thì khi đó, toàn bộ chiếc xe máy hoàn chỉnh đó sẽ thuộc quyền sở hữu của cả A, B, C. Đúng không? Nhưng mà với ví dụ thứ hai, ví dụ như tôi sáp nhập cửa sắt nè, rồi là khung kính nè, kệ bếp của A vào một cái căn nhà của B. Thì trong trường hợp này chúng ta xác định được cái nào là chính là phụ không? Có, đúng không? Căn nhà là vật chính, còn cửa sắt hay là kệ bếp hay khung kính thì nó chỉ là vật phụ. Thì cái vật mới được tạo thành chính là căn nhà với đầy đủ cửa, rồi khung kính, rồi đầy đủ kệ bếp vân vân. Căn nhà đó nó sẽ thuộc sở hữu của chủ sở hữu vật chính là của B, đúng không ạ? Nhưng mà chủ sở hữu vật chính thì phải thanh toán lại giá trị của cửa sắt, kệ bếp, khung kính cho A, đúng không ạ? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đó là cái quy định về sáp nhập. Những nội dung còn lại chúng ta sẽ nghiên cứu trong điều 225 của Bộ luật Dân sự 2015. Trường hợp thứ hai là trường hợp trộn lẫn. Đây là trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau để tạo thành một vật mới không chia được. Thì cái vật mới này luật quy định rằng nó sẽ là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó kể từ thời điểm trộn lẫn, đúng không ạ? Thì thông thường trộn lẫn nó đặt ra đối với những tài sản là động sản được thôi các bạn, đúng không ạ? Và nhiều chủ sở hữu khác nhau, động sản này là của nhiều chủ sở hữu khác nhau và trộn lẫn vào nhau và nó tạo thành một cái vật không chia được. Tôi ví dụ như dùng cát nè, dùng xi măng nè, dùng nước trộn lẫn vào để tạo thành nên một khối bê tông, và cái khối bê tông này là vật không chia được, thì khi đó nó sẽ thuộc sở hữu chung của tất cả những chủ sở hữu của nguyên vật liệu, đó là chủ sở hữu của cát, xi măng và của nước chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Và luật cũng quy định rằng nếu người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, đúng không ạ? Dù rằng đã biết rằng là hoặc phải biết rằng không phải của mình mà vẫn đem trộn lẫn vào tài sản của mình thì luật cho phép chủ sở hữu của cái nguyên vật liệu đó sẽ được lựa chọn giải pháp là yêu cầu giao lại tài sản mới
và thanh toán giá trị tài sản của cái người đó, đúng không ạ? Hoặc là yêu cầu thanh toán giá trị tài sản của mình và bồi thường thiệt hại nếu không nhận cái tài sản sản mới. Thì đó là quy định về vấn đề trộn lẫn. Chúng ta đi vào cái trường hợp chế biến. Luật dân sự quy định rằng chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành. Thì chế biến tức là làm thay đổi một vật có những tính năng tác dụng nhất định theo bản chất tự nhiên thành một vật khác có những tính năng tác dụng hoàn toàn mới. Tôi ví dụ như là mình chế biến dầu thô thành xăng và dầu diesel, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này, chủ sở hữu của số dầu thô đó cũng chính là chủ sở hữu của số xăng và số dầu diesel sau khi chế biến ra, đúng không ạ? Như vậy, và một cái lưu ý về vấn đề chế biến nữa đó là người mà dùng nguyên liệu thuộc sở hữu của người khác để chế biến mà ngay tình đó, thì có thể trở thành chủ sở hữu của tài sản mới đó, nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu. Nhưng nếu như người đó thế nào đây ạ? Không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có quyền yêu cầu giao lại vật mới, đúng không ạ? Thì đó là cái lưu ý mà chúng ta nghiên cứu thêm về chế biến, đúng không ạ? Chúng ta đi vào một cái căn cứ tiếp theo để xác lập quyền sở hữu, đó là được thừa kế, đúng không ạ? Được thừa kế thì thừa kế nó có hai dạng là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Khi một chủ thể được hưởng di sản thừa kế dù là theo di chúc hay theo pháp luật thì cũng được quyền sở hữu tài sản đó kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm nào? Là thời điểm người để lại di sản chết, hoặc là thời điểm nào nữa ạ? Bị tuyên bố chết theo quy định của pháp luật, và cái ngày chết đó được xác định trong cái bản án quyết định của tòa án, đúng không ạ? Như vậy được thừa kế chính là một căn cứ để xác lập quyền sở hữu trên thực tế, đúng không ạ? Và đây cũng là một căn cứ rất là phổ biến, đúng không ạ? Chúng ta đi vào một cái căn cứ tiếp theo để xác lập quyền sở hữu, đó là xác lập quyền sở hữu theo điều kiện do pháp luật quy định. Ở đây, đối với cái căn cứ này thì chúng ta có 6 trường hợp theo Bộ luật dân sự quy định. Trường hợp thứ nhất là xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu theo điều 228 Bộ luật dân sự. Thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta thấy rằng tài sản vô chủ với tài sản không xác định được chủ sở hữu là hai loại tài sản khác nhau, đúng không ạ? Với hai cái quy định khác nhau. Quy định thứ nhất đối với tài sản vô chủ thì bạn lưu ý rằng đã gọi là vô chủ thì tài sản đó phải là do chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản, đúng không ạ? Và phải có căn cứ để cho thấy rằng chủ sở hữu đã từ bỏ. Ví dụ như chủ sở hữu uống một lon nước xong thì cái vỏ lon nước đó chủ sở hữu vứt vào thùng rác. Đó chính là căn cứ cho thấy chủ sở hữu đã từ bỏ cái quyền sở hữu đối với tài sản đó rồi, đúng không ạ? Và tài sản vô chủ nếu là động sản thì luật quy định rằng nó sẽ thuộc sở hữu của người đã phát hiện ra hoặc là người đang quản lý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Còn tài sản vô chủ là bất động sản thì sẽ thuộc về nhà nước. Và cái loại tài sản thứ hai mà chúng ta cần lưu ý khi xác lập quyền sở hữu đó là tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu theo quy định tại khoản 2 của điều 228. Người phát hiện thì phải thông báo hoặc giao nộp cái tài sản không xác định được chủ sở hữu này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó là công an hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất, đúng không ạ? Để mà những cái cơ quan nhà nước thẩm quyền này tiến hành thông báo công khai cho chủ đến nhận. Nếu như cái tài sản không xác định được chủ sở hữu này là động sản thì bạn lưu ý rằng sau 1 năm kể từ ngày thông báo công khai vẫn không xác định được chủ sở hữu thì tài sản đó sẽ thuộc về ai đây? Thuộc về người phát hiện, đúng không nào? Nhưng nếu là bất động sản thì có thuộc người phát hiện không? Bất động sản thì phải là sau 5 năm kể từ ngày thông báo công khai không xác định được chủ sở hữu thì lại thuộc về nhà nước, và người phát hiện sẽ được một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật, đúng không ạ? Đó là cái trường hợp thứ nhất của xác lập quyền sở hữu theo do điều kiện do pháp luật quy định.